là nhiều chấn thương. Thành tích của em có thể là đã vượt qua các huy chương vàng của kỳ trước. Mà em muốn gửi lời cảm ơn đến cả tất cả quý vị khán giả, gia đình và các thầy cô của em đã theo dõi em trong suốt thời gian qua. Chiến thắng này em dành tặng cho tất cả mọi người ạ. Thời gian em kiểu bảo với cô là em cũng không muốn tập nữa, tại vì là em gặp quá nhiều chấn thương. Nhưng mà cô lúc nào cũng là người ở bên cạnh. 5 giờ sáng em dậy thì cô cũng dậy, mà em tập muộn hay tập sớm thì cô vẫn là người đi theo. Thuốc thang thì cô hay để ý đến và quan tâm đến em rất nhiều, nên là em muốn cảm ơn cô đã là động lực cho em to lớn nhất ở trong lần thi đấu lần này ạ. Xin chào tất cả mọi người.